Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy trong hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang dữ liệu điện tử. Việc thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp huyện đã được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, đối với cấp xã bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa hiện đang duy trì và thực hiện 982 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 720 dịch vụ công trực tuyến một phần. Đây là lần thứ hai anh Nguyễn Minh Đức ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn lên bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn để làm thủ tục liên quan đến đất đai. Cả hai lần làm các thủ tục hành chính, anh đều được hướng dẫn xử lý nhanh chóng trên môi trường điện tử. Dịch vụ công trực tuyến thì sẽ đem lại những cái lợi ích cần thiết cho người dân, giảm các thủ tục hành chính về giấy tờ và giảm cái thời gian đi lại cho người dân. Hiện nay tất cả các dịch vụ công đã được cập nhật trên đường link trên cổng dịch vụ công quốc gia, được công khai và kết nối với cổng dịch vụ công của tỉnh theo quy định. Toàn bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính do cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận, giải quyết được công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị và cổng dịch vụ công quốc gia. Để có được kết quả này, các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện. Đội ngũ cán bộ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cũng thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Phường đã trang bị những cái thiết bị như là máy scan, rồi mỗi một công chức chuyên môn đều dùng điện thoại thông minh để mà tăng cường hỗ trợ cho công dân khi mà đến tờ khai giao dịch tại bộ phận một cửa. Ngoài ra thì các cái tổ chức đoàn thể chính trị, ví dụ như là thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc cũng sẽ có những cái bạn để mà hỗ trợ cho công dân, đặc biệt là những người lớn tuổi mà không có cái thiết bị thông minh, có thể mà sử dụng được cái dịch vụ công toàn trình một cách thuận lợi nhất. Thị trấn của tôi cũng đang sắp xếp cái đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là đối với số công chức thực hiện cái dịch vụ hành chính công trong cái công tác liên thông một cửa. Cho nên ở đây thì sắp xếp cái đội ngũ làm sao nó cho nó phù hợp và độ phù hợp với cái năng lực trình độ để làm sao nó đáp ứng được cái nhu cầu trong cái tổ chức thực hiện cái việc chữ ký số cũng như là thực hiện cái thủ tục hành chính công cho người dân. 6 tháng cuối năm 2024, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phấn đấu đưa 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được giải quyết trực tuyến toàn trình và trực tuyến một phần. Qua đó, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.